Hello, xin chào cô chú. Thì hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số giò chả hạt rừng tổng hợp nha cô chú. Và tất cả đều là không biết vùng miền, mặt hoa sổ nha cô chú. Và con sẽ quay từng mã số cho cô chú. Có loại đang hoa, có cây đang nụ và có cây thì hàng lá nha cô chú. Và ở đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Và đây là giò mã số 1 cô chú. Đây là mặt hoa của giả hạt ma bó, mã số 1 có giá là 1 triệu. Giờ mã số 1 là giả hạt ma bó nha cô chú, con đã kích kỳ rồi và đang lên kỳ nè. Bên đây thì có một số mắt đang sưng và đang có hai hoa, hoa để nở không đạt nha cô chú, tại con kích rồi nên bông nó sẽ nhỏ. Giờ giả hạt ma bó mã số 1 này có giá tiền là 1 triệu. Cái thân giò này là dài được khoảng có 15 cm, còn dài nhất là được khoảng 30. Giá của giò mã số 1 là 1 triệu. Đây là mã số 2 của chú. Là mấy cái chậu này á thì con sẽ lột cái miếng gỗ ra, bỏ chậu nhựa, bỏ cái chậu này ra luôn. Con sẽ gửi cây và miếng gỗ cho cô chú thôi. Và giờ mã số 2 này giá của nó là 600. Một số cây ở gốc rồi chú. Một số mầm gốc nè. Và một thân lớn. Thân lớn này vẫn còn đang đi ngọn của chú. Và cọng này dài được 85 cm. Mã số 2 600. Và mấy giờ chưa hoa này tất cả đều là mặt hoa sổ nha cô chú, không biết mặt hoa. Đây là giờ mã số 3 có hai thân vẫn còn đang đi ngọn của chú, giá của nó là 700, cọng rất là đẹp luôn, không biết trùng miền nha cô chú. Và cọng này là dài được khoảng có 40. Cầm này dài được khoảng 75 cm của chú, hai thân vẫn còn đầy đi ngọn, giá là 700.000. Đây là mã số 3. Mã số 4 đang có một số thân nhỏ ở gốc. Còn một thân lớn nha cô chú. Giá tiền của mã số 4 là 700. Và cộng đi dài được đúng 1 mét luôn cô chú. 700.000. Đây là giò mã số 4. Và đây là giò mã số 5. Cái thân này nó bị gập rồi cô chú. Thân này bị gập ở gốc nè. Và hai thân lớn. Thân ngọn nè. Thân này thì nó vẫn còn đang đi ngọn nè. Và giá của giò này là 800. Đây là mặt hoa của cái giò cây lớn nè cô chú. Còn cây bên đây thì chưa mặt hoa. Bên đây là một cúm nè. Còn bên đây là một cúm cánh bay luôn cô chú, không biết dùng miền. 800. Đây là giò mã số 5, một cọng là 40 cm, cộng thân ở bên kia được khoảng 46-47 cm. Mã số 5 800.000. Đi thì con sẽ bỏ chậu ra hết nha cô chú. Và đây là giò mã số 6, giá tiền là 400. Thân nụ luôn nè cô chú. 400.000. Đây là mã số 6. Và cái thân này là con đã kích kỳ rồi nha cô chú.
dày được 52 xăng 400. Giờ mã số 7, một thân thì đang đi ngọn, bên đây được một mầm và ở bên đây là được khoảng 2, 4, 5 cây, và 5 cây này rễ nó bắt đầu phúng rồi của chú. Giá của giờ này là 600.000. Giờ mã số 7 600. Suzuki này rễ bắt đầu ra rồi, mình chỉ cần một thời gian thôi, mình cứ về mình xịt B1 hoặc là Hồng Nguyễn cho nó mau ra rễ của chú. Mình xịt mà Hồng Nguyễn thì cái hiệu quả sẽ nhanh hơn. Mình cắt ra mình ươm kia 600.000. Đây là giờ mã số 7, mặt hoa sổ nha cô chú, không biết mặt hoa. Là mã số 8 có giá tiền là 250 cô chú, một mầm và một thân 250.000. Mã số 8, và cái này thì con sẽ đo cái hình cây thực tế và con sẽ đo từng cây nè cô chú. Hai trăm năm mươi nghìn mã số 8. Tiếp theo đây là mã số 9, giá tiền của nó là 500 của chú. Nó có rất là nhiều thân nè, 500.000. Đây là mã số 9. Còn mình về được khoảng cỡ 32 xăng, 500 mã số 9. Giờ mã số 10 của chú, giá của nó là 1 triệu. Đã mất luôn nè, và nó đang lên kỳ nha cô chú. Đây kỳ rất là nhiều, đây nữa. Giờ mã số 10 thì cái giá của nó là 1 triệu, giá hạt rừng mặt hoa sổ mã số 10 1 triệu. Số 11 của chú, giá tiền của nó là 600. Đây, nó có rất là nhiều thân. Cô chú nó muốn nhẹ cước thì nói bên con sẽ lột bỏ chậu ra và gửi cây cho các cô chú thôi. Nó vừa có mầm con nè, và vừa có kỳ luôn cô chú, rất là nhiều thân. 600.000, đây là giò mã số 11. Và đây là giò mã số 12 cô chú, giá tiền của nó là 500. Một thân của con đang đi ngọn nè, 500.000. Đây là giò mã số 12, không biết dùng miền thôi chú, và tất cả đều làm mặt hoa sổ. Số 13, giá tiền của nó là 350 của chú. Cái này có mặt hoa nè, đang có 2 kg luôn, và trên này nó có 2 gốc khác nhau nha cô chú, giá là 350. Một cọng nó dài được 20, và một cọng nó dài được khoảng 13-14 xăng, đang có 3 kg. Và số 13, 350. Và tiếp theo đây là mặt hoa của giá hạt rừng Hòa Bình mắt đỏ nha cô chú. Đây là mặt hoa của nó, Hòa Bình mắt đỏ. Là giờ mã số 14, giá tiền là 700. Đây cô chú, rễ đã bắt đầu bám rồi, rất là tốt. Bảy trăm nghìn giờ mã số 14. Cọng này dài được 17 xăng của chú, giá tiền là 700. Lá rất là dày, rất là đẹp luôn. Hòa Bình mặt đỏ mã số 14, 700.000. Đây là mặt hoa có giò mã số 14 của chú, giá của nó là 300.000, cánh sáp luôn. Bảy trăm nghìn giờ mã số 15. Xin lỗi cô chú, giờ mã số 14 á là Hòa Bình mắt đỏ có giá tiền là 700, còn đây là giờ mã số 15, giá của nó chỉ có 300 thôi nha cô chú. Mã số 15 300.000. Đây mã số 15 này, giá là 300.
Giò mã số có 16 của chú, có giá tiền là 350, dài được 80 cm, con này vẫn còn đang đi ngọn luôn. 350.000. Giò mã số 16 vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. À, 17 của chú, giá tiền là 700, cộng dài nhất là được khoảng gần 70 cm. Đang có một số thân nhỏ đây nè, rồi con đã kích kỳ rồi nha cô chú. Như này đang sưng mắt, giá tiền là 700.000, mã số 17. Và đây là giò mã số 18 của chú, giò này cánh ám luôn, giá tiền của giò này là 1 triệu. Giò mã số 18 mắt trâu mà cánh ám nè, không biết trong miệng nha cô chú, có giá là 1 triệu. Giò mã số 18 và cái giò này đang có một mầm là khoảng cỡ 20 cm, dài được khoảng 85 cm, vẫn còn đang đi ngọn luôn chú. Giữa thân ở đây có một kia nè, mắt cái đang sưng luôn và đang có ba hoa. Giá của giò này là 1 triệu, mã số 18. Mã số 19 do kích hoa nên bị mất sức của chú, bông không được to lắm. Giá của giò mã số 19 này là 400.000. Và cọng này là dài được khoảng cỡ 60, 400.000, mã số 19. Mã số 20 mặt hoa rất là đẹp luôn, giá của nó là 250.000, mã số 20. Cộng mà dài được 40 cm, giá tiền là 250.000, mã số 20. Mã số 21 giá tiền là 250 luôn cô chú. Một cộng là được 30, một mầm là được khoảng 10 cm, và đang có 2 kỳ nè. Mã số 21 250.000. Mã số 22 giá tiền là 400. Do bên này đang bán ngoài chợ hoa nên cây nó bị thiếu nước nha cô chú, về mình tưới lại. Số 22 giá tiền là 400, cộng dài được khoảng có 40, 400.000, mã số 22. Rồi mã số 23 giá tiền là 400 luôn, thân nù nha cô chú, 400.000, có rất là nhiều thân. Giờ mã số 23 400. Đây là mặt hoa của giò mã số 24, bông rất là to luôn cô chú, cánh nó muốn ám luôn. Giá của nó là 1 triệu, mã số 24. Cô đang được ghép vào ảnh gỗ luôn cô chú. Cô chú nào muốn nhẹ cước nói con rồi sẽ cắt cái bỏ cái gỗ ra và gỡ cây thôi. Giá là 1 triệu, mã số 24. Mã số 25 giá tiền là 500. Rồi mã số 25 500.000. Mã số 26 giá là 400, hai thân. Mã số 26 400.000. Mã số 27 300.000. Mã số 28 có giá tiền là 400 của chú. Và ở đây có một số giò hạt vĩ nè, phước cầu hạt vĩ nè, và một thân giả hàng. Giá tiền của nó là 400. Và cộng thì đã thắt ngọn của chú, dài được 70 cm, và giá tiền của giò này là 400.000. Mã số 29 giá tiền là 250 của chú, 250.000, mã số 29. Chưa biết một hoa luôn nha cô chú, 250.000 giờ mã số 29. Giờ mã số 30 có giá tiền là 350.000. Số 30 350. Tột lá nào chú. Mã số 31 thân đen nè, quá trời kỳ luôn, giá tiền là 400.
mã số 31. Đây là mã số 32, giá tiền là 300.000 cho mã số 32.